làm cái chanh rửa là lọc lọc cát hay là làm cái gì đó? Quay cốt lại cho chanh vô. Quay quay rửa là còn ớn chạy vô luôn à? Rồi cameraman lại gần đây nè, lại gần đây nè. Ok. Quý vị ơi, hôm nay sẽ có một cái bí quyết cho các bạn để làm sao mà bắt được cái con chip chip này ở trong cát, trong cái nước biển như thế này á. Thì sẽ có một người địa phương đây hướng dẫn tận tình cho chúng ta nha. Mời quý vị theo dõi nào, cameraman, lấy máy qua đây. Rồi, tới gần cho quý vị xem luôn các bạn ơi. Rồi, ok, anh có thể hướng dẫn được không? Cao như thế nào? Đưa thẳng cái tay này, cao cao xuống. Đưa thẳng cái tay này, hất bắt lên. Hốt đất lên à? Hất bắt lên. Rồi. Quanh cái bụi đất này là... như thế là có thôi, thì đây mình còn có đây, mà cát nhiều quá, đây còn có luôn các bạn. Rồi, đây, thấy chưa? Ok. Như vậy là mình diễn đạt lại cái cách làm tay cái tay. Mình bỏ xuống như thế này, bỏ xuống nước như thế này. Bỏ đất tay. Bỏ cái đất trên đi. Bỏ cái đất trên ra khỏi tay đi. Rồi còn lại đất dưới là cái nằm đó. Như vậy là con chiếc nó nằm dưới cái đất dưới này. Ồ, có được các bạn này đây. Anh Hoàng làm rất là tuyệt vời. Thử làm một lần nữa các bạn nha. Các bạn có muốn thử không? Rồi bắt đầu nhá. Đây, tay thôi, tay. Và cái mực nước biển này nó không cao lắm đúng không? Rồi tầng này là được. Rồi bây giờ xuống đất chừng này, xuống dưới đất cát chừng này nha các bạn. Đó. Đây, rồi mình bỏ tay xuống này. Mình bỏ tay xuống mình cao. Mình cao. Và mình cho cái lớp đất phía trên nó bỏ ra đi, nó trôi ra đi. Rồi đó mình có thể nói là mình măng ở dưới này nè. Măng dưới này nữa là có đây các bạn. Đây. Đây được không? Đây. Chíp chíp. Các bạn đã ăn chíp chíp miền Trung bao giờ chưa? Hãy nhanh chân đặt vé đến miền Trung nào. Nếu không, quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nhiều video độc đáo tiếp theo nữa trên kênh Discover Việt Nam. Hãy đi để yêu và khám phá Việt Nam. Good morning. Xin chào, welcome back. Xin chào cả nhà, xin chào quý vị khán giả nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với quý vị khán giả một cái hình thức mới để bắt con chip chip ở dưới biển. Đó là bắt con chip chip bằng cái chăng. Để chăng quý vị, mình cào cát cho con chip chip nó chạy vào cái này. Bây giờ có một người địa phương ở đây sẽ hướng dẫn cho chúng ta làm cái này. Anh có thể cho biết là bây giờ mình thao tác như thế nào, thao tác bằng cái này không? Không, mình làm dùng bằng chăng thôi. Dùng bằng chăng. Đúng rồi, mình hất cát hất vào. Chăng, lấy cái chăng hất vào. Chưa. Lấy cái chăng. Lấy chăng đá vào đó. Đá như thế này để làm gì anh? Để cho cát nó trồi lên là con chú chép nằm dưới cát á, nó sẽ vào trong cái vật mình để mình bắt. Dạ, cố lên. Cả nhà hãy cùng ra biển cửa đại với bà con để chúng ta cào chip chip nha. Đây là một con hải sản ở địa phương này, chỉ có ở địa phương miền Trung và đặc biệt là ở cửa đại Hội An nha các bạn. Đó. Anh Hoàng làm thế này đúng không hả? Đúng rồi. Ok. Sau đó là mình kéo tới một đoàn này đúng không? Kéo tới đó, đúng rồi. Mình chỉ cần quật ở giữa cái vật thôi, không cần quật qua hơi bay. Đó vô giữa vật thôi. Đá vào giữa cái vật hay là nó... Đúng rồi, đó giữa cái vật thôi. Hay quá. Thôi mình dở lên đi, dở lên cua có chứ. Dở lên nha, dở lên như vị. Rung cái vật kia. Khi mình dở ra thì mình rung. Wow, cho cát. Cát ra, cát nhiều quá. Wow, cát trong này nhiều quá. Rồi. Các bạn ơi, bài học đầu tiên này, đó, không được bao nhiêu nhưng mà gọi là có thành quả một chút xíu. Ở trong này mình con cá, con cá. Chó xin nè. Người cá đây, rồi. Ở cái cao đấy á, có cột theo một cái dây và theo một cái thau đây để đừng chích ít, đừng thành quả ngày hôm nay. Và bây giờ mình đổ ra nghe, cũng gọi là vui thôi. Rồi, lát nữa ba bay cho con chim chíp ở dưới cát với ngài mò bằng tay á. Rồi, để đây xíp. Tiếp tục mò bằng tay. Mình mò xấu quá. Càng đi thôi. Này nước này đây nát. Đây này đó. Đi hả? Đây. Dạ. Cho con vô.
Dạ. Chặt tay vô luôn. Dạ. Hả tay, hả tay vô. Hả tay vô. Hả tay. Cô xuống. Cô có xuống. Cao, cao không? À, ba bay cho con cao như thế. Làm sao mà cao cho tụng công tiếp á. Đó đó. Đây, đây. Đây. À, cao hai tay như thế này lên đây nè. Ô, ba giỏi quá, ba cao rất là nhiều. Cao đi quá. Cao đi, cao đi. Cho con mấy con nữa con lấy thử coi đúng không? Wow, đây là con chip chip xong. Chip chip xong. Ăn rất là ngọt luôn. Đó, ok. Con bỏ bên đây nha. Cao với bà thôi. Đây là nơi quý vị giải tỏa stress trong những ngày căng thẳng do virus corona gây ra. Và không gì bằng ngồi trước TV và căn nhà đầy đủ tiện nghi của quý vị để theo dõi video này cùng chúng tôi. Đây là cách mà quý vị khám phá Việt Nam. Và hãy cùng khám phá TV đi khắp hành trình non nước nha quý vị. Discover Việt Nam TV. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ mình bắt suốt buổi đi hả? Bác chỉ kiếp về ăn chơi á hả? Nói chung là ăn những con nến sạch kia hả? Lần ra cá thường là mùa này nó hết rồi hay là mới bắt đầu mua vậy? Mùa này đó hả?